Tô Hoàng, Thạch Thất, Cố Thanh, Kim Đào. Hai đầu vào, treo đào, treo đài dưới sự điều khiển của trọng tài Vũ Quang Chính. Hai đầu treo đài. Buổi chiều nay chúng ta đã theo dõi một giải leo do chị Thu Thái, ông Thái treo phải đấy là thắng thua đều được một trận và thua một trận giữa Thạch Thất và Thu Mầu, đều thắng một trận và thua một trận. Đây là kèo thứ hai của Đô Phúc. Nếu Đô Phúc thắng coi như toàn thắng giải, mà Đô Phúc thua thì coi như là đôi của Thạch Thất này tiếp tục nhất thắng.
lên rồi. Và như vậy vừa rồi chúng tôi quan sát cho đèn camera đã quay lại là mới nổi một chân. Nhưng mà báo với cá đô rằng là khi nào cá đô phải nghe lệnh trọng tài trống, dừng trọng mới được dừng. Còn cá đô có thi đấu giữa trọng tài sới và trọng tài trống. Cá đô lưu ý như vậy. Đỗ Phúc lưu ý nhá. Hai đô thằng nghỉ. Đứa theo là một triệu do chị Thư theo. Và vừa rồi là đợt chị Thư có nhà tài trợ có động viên thêm 500.000 cho đô Nguyễn Bá Dũng Ninh Hiệp. Chúng ta sẽ chờ xem Nguyễn Bá Dũng thi đấu với đại đô Huy của Thạch Thất. Đô Huy Thạch Thất cố đỏ và đô Nguyễn Bá Dũng Ninh Hiệp nhất bán. Ở leo này xin mời đô vào giới chơi này.